Mục đích đó mà tôi nghĩ đến cái loài cây rõ trầm. Vốn của nó là một loài cây bản địa và nó đã từng mọc ở trong cái rừng tự nhiên. Nếu mà cái cây rõ trầm đưa về đây mà thành công thì không những là cái trang trại chúng tôi có được cái cây để trồng mà còn là cái mô hình để cho nhiều nơi tham quan học tập và làm cơ sở để nhân rộng. Sau 4 năm thì đến bây giờ thì có thể khẳng định được cây rõ trầm không những có thể sống, sinh trưởng và phát triển ở cái khoảng đồi này của chúng tôi mà nó có thể nhân rộng ra với một cái phạm vi xa hơn, rộng hơn. Bởi cái cây rõ này nó cũng rất là dễ tính và đặc biệt là cái điều kiện đất đai của nó cũng không khắc nghiệt. Cây rõ bầu không phải là cây khó tính, nó thích hợp với nhiều loại đất, đất đỏ, xám, đỏ vàng, ferrite thích hợp với độ pH từ 4 đến 6, ưa đất ẩm, thoát nước, có thể chịu bóng trong giai đoạn còn non từ 1 đến 3 tuổi, nên có thể trồng hỗn giao với các loại cây mọc nhanh khác. Cây có thể tái sinh bằng chồi hoặc bằng hạt. Cây gió bầu sung mãn từ trên dưới 5 năm đã có thể giao hoa kết quả. Quả chín vào tháng 6, tháng 7. Nhưng hạt giống tốt nhất là cây gió bầu giống từ 12 tuổi, thân thẳng, tán đều. Sau 3 ngày rụng, nếu không gặp điều kiện thuận lợi để nảy mầm thì hạt sẽ hỏng. Khi quả có vỏ màu vàng mơ là thu hái được. Quả thu hái về ủ từ 2 đến 3 ngày cho chín đều, sau đó đem phơi trong nắng nhẹ từ 12 đến 14 giờ để hạt tách khỏi vỏ. Nếu không đem gieo ngay thì phải bảo quản trong cát ẩm để nơi thoáng mát, đảo hạt thường xuyên. Thời gian bảo quản cũng chỉ được từ 7 đến 10 ngày. Nếu hạt giống phơi khô sẽ không nảy mầm. Gần đây ngày càng xuất hiện nhiều trung tâm, điểm sản xuất giống cây con để cung cấp cho thị trường như ở Hà Tây, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Biên Hòa, Bình Phước, v.v. Ở đây quy trình kỹ thuật luôn được tuân thủ, cây con phải luôn đủ ẩm, có dàn tre để tránh nắng vì hạt gió khó tính hơn các loại hạt khác. Sau khi gieo 30 đến 40 ngày là cây con có thể được bứng vào bầu và cũng có thể hạt được gieo trực tiếp vào bầu. Cây từ 8 đến 12 tháng tuổi cao chừng 30 đến 40 cm là có thể xuất vườn đem trồng được. Có những hộ, những trung tâm sản xuất giống gió bầu có tới vài trăm nghìn đến hàng triệu cây. Không ít hộ thu một vụ cây con lên tới cả 100 triệu đồng. Thị trường hạt gió bầu và cây con cũng nhộn nhịp chẳng khác gì sản phẩm trầm hương. Ở vùng đất hoang vu dưới chân núi Chứa Chan thuộc Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, có một nhà sư vừa tu hành, vừa âm thầm nghiên cứu nuôi trồng cây gió bầu trong suốt 12 năm qua. Đó là sư ông Thích Giác Nhi. Đến nay, ông đã có 20 hectare gió bầu cùng một vườn ươm lớn nhất nhì miền Nam. Người dân trong vùng gọi ông là sư kỹ sư, sư kinh tế. Năm thứ 10, ông thu được 300 kg hạt trên 700 cây, đủ sản xuất trên 2 triệu cây giống. Chi phí 2.500 đồng một cây, ông bán 5.000 đồng, rẻ hơn thị trường 2.000 đồng để giúp đỡ dân. Mỗi hecta gió bầu trồng đầu tư hết 140 triệu. Sau 10 năm, ông thu 5 tỷ đồng. Trừ chi phí, ông có 4,8 tỷ trên một hecta. Với 12 tăng ni làm việc, bây giờ họ đã có cơ ngơi vài chục tỷ từ cây gió bầu, có đủ tiền để tự nuôi mình và mở phòng khám đông y miễn phí cho dân. Ông bảo, tu không giúp đỡ thôn dân, chữ tu ấy có ai cần làm chi? Nhà sư tâm sự. Tôi là muốn cho mọi người đều có kinh tế từ cái rừng cây trầm hương này ra, cho nên muốn phổ biến giống, không cần bán giá cao gì hết, bán giá phổ biến, giúp cho đồng bào và nhân dân có khả năng điều kiện để trồng cây hết cây này hết đó. Nhưng mà cái điều ao ước tha thiết của tôi là mong chính phủ có kế hoạch trồng
vì chính phủ mà trồng được á, thì dân mới có niềm tin mãnh liệt để trồng theo. Với cuốn sách Trầm Hương Khảo Cứu, ông đang đứng chung với nhiều nhà nghiên cứu khác để trao đổi về bài toán trầm hương, giúp ích cho những vùng đất và những người dân đang muốn tìm hiểu để phát triển cây trầm. Trong thời gian qua, có nhiều chương trình của nhà nước để phát triển nông lâm nghiệp có hiệu quả cao. Thực hiện nghị quyết của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10 và quyết định 661 CP của Thủ tướng Chính phủ về trồng mới 5 triệu hecta rừng, chúng ta đã đạt được một số kết quả khả quan. Cây trầm hương là loại cây kinh tế đang được người dân trồng một cách tự phát với diện tích rộng lớn, cũng rất cần được các ngành chức năng và các nhà khoa học quan tâm để định hướng và phát triển theo khoa học. Có như vậy thì loại cây đó mới thực sự ích nước lợi nhà. Thực tế đã chứng minh ở Hương Khê, Hà Tĩnh, khi được các cấp chính quyền và hội nông dân chỉ đạo, cây trầm hương đã cho một hiệu quả hơn hẳn các vùng khác. Trên đất Hương Khê, trước đây người ta chỉ biết đến cây bưởi Phúc Trạch, nhưng giờ đây cây trầm hương đã chiếm ưu thế, sánh cùng cây bưởi, giúp người dân làm giàu. Cả huyện giờ đây đã có 500 hecta gió bầu, đang mở rộng thêm 400 hecta nữa, với 7 triệu cây con. Ở đây đã trở thành một chợ trầm nhộn nhịp. Cây trầm đã có từ lâu đời trên đất Hương Khê. Từ những thập kỷ 80 á, ở cái vùng này đã khai thác hàng chục tấn trầm xuất khẩu đi khắp nơi, đã đem lại một cái lợi rất lớn cho nhân dân từ rừng. Từ cái thu nhập lớn đấy thì nhân dân đã đem về trồng tại vườn nhà. Và từ đầu đặc biệt phát triển mạnh là từ thập kỷ 90, có sự chỉ đạo của ngành, giúp đỡ của ngành, cho nên á, ở đây nhiều nhân, hầu hết tất cả các hộ gia đình đều có trầm. Đặc biệt ở cái vùng này thì cái trầm xen với cái bưởi, giữa cái bưởi Phúc Trạch và cây trầm đã tạo nên một cái sản phẩm hàng hóa và một thu nhập rất lớn cho mỗi các cái hồ, hàng chục ngàn hồ dân Hương Khê. Năm xưa, cây có tên trong sách đỏ Việt Nam. Bây giờ cây đã tràn cả vào vườn nhà thành các trang trại lớn, mang lại cho người trồng cuộc sống đổi đời. Những ngày đi điệu đã lùi xa, nhưng chắc bạn điệu vẫn chưa quên là phải giữ mình cho cái tâm trong sáng, bỏ cái ác, thêm cái thiện của những chuyến tìm trầm năm xưa.